Mình sẽ chuyển sang là chính là về vô lăng. Nhớ này, phía sau của cái vô lăng nó sẽ có hai cần gạt. Rồi, tay em đặt lên nào. Rồi, ok, tốt đấy. Có nghĩa là tay chúng ta sẽ đặt là gì? Anh sẽ chạm vào tay của em nhé. Tay sẽ đặt là gì? Ví dụ bên phải là chính là hướng mấy giờ theo kim đồng hồ đây? 3 giờ, đây là 9 giờ đúng không? Chúng ta sẽ dùng ngón tay để kéo về cái xi nhan các thứ, được chưa? Bên trái nó chính là cái lẫy xi nhan. Rồi em dùng ngón tay em đẩy xuống nha anh nha. Đúng rồi, nó chính là xi nhan trái. Rồi, tắt bỏ lên nào. Một nấc là tắt. Lên là gì? Xi nhan phẳng, nữa đi. Đấy là nhảy xi nhan thôi. Đấy, dứt khoát lên, đúng mới là bật xi nhan. Nó có hai chức năng nhé. Nhảy xi nhan nó chỉ có 3 giây là nó tắt. Nó bật xi nhan là nó sẽ bật suốt. Ok chưa? Đấy, được chưa? Ok. Và em kéo cái xi nhan lại cho anh. Kéo về mình. Em nhìn thấy cái đồng hồ, nhìn thấy cái màu xanh xanh không? Tức là chính là gì? Nó chính là đèn pha. Ví dụ em nháy đi. Nháy. Đúng rồi, nó chính là nháy pha. Đôi khi em đi xe máy mà thấy tự nhiên ô tô nó cứ nháy hai phát đèn ấy, thì tức là xin đường đúng không? Để báo hiệu nó chính là nháy pha. Rồi tiếp theo nó chính là bên này, nó chính là gì? Nó chính là cần gạt nước. Giờ em kéo vào đi. Kéo vào giữ nguyên. Đúng rồi, chính xác. Rồi tiếp theo, cái trọng tâm của cái gì đây? Cái xe của cái vô lăng nó chính là gì? Còi đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng còi như nào? Thứ nhất này, em sẽ dùng cái lòng bàn tay đặt lên vô lăng cho anh. Tay pha. Tay trái để sử dụng đá pha và xi nhan, được chưa? Còn tay phải là cần gạt nước thì ít khi chúng ta dùng rồi. Nên dùng để còi. Em thử gì nữa này. Hơi khó đúng không? Cho tay cao lên một tí nữa, đúng rồi. Đấy, cảm giác dễ hơn không? Thứ hai là chúng ta coi dài đi, coi dài đi. Ok, rồi, ok chưa? Chứ đừng có dừng coi như này nhé, mà coi dài đi, ok chưa? Đấy, coi nó sẽ nằm. Coi luôn luôn nó sẽ nằm ở gì ấy? Đúng rồi. Coi gọi là coi điện, nhưng thao tác bằng cơ. Hiểu chưa? Nhớ nhé. Có nghĩa là kể cả trong trường hợp là xe của em mà tắt máy, coi vẫn sử dụng được. Biết lý do tại sao không? Ok, nhớ nhé. Cái này nó là yếu tố của nhà sản xuất. Có nghĩa là gì? Xe của em bắt buộc tất cả loại xe nhé, kể em có tắt máy rồi thì còi vẫn có chức năng hoạt động được, là sử dụng em bấm gọi là được. Để ví dụ trong trường hợp đi, anh mô tả ví dụ trẻ em đang ở trong xe mà gia đình quên khóa cửa, thì trẻ em và độ gây âm của ô tô nó cực kỳ lớn, chúng ta có thể hô là à tôi đang ở đây không? Không đúng không? Thì chúng ta coi khả năng các xe biết là trong xe có người, hình dung không? Thầy giáo Sơn, bộ túc tay lái thực chiến.